mốt lên em, mai mốt lên là MC luôn đi. Ê, cho nó quay phim thấy mẹ nó. Đâu, ổng lớn hơn tôi mà. Là sao? Ổng sinh năm 93 mà. Là sao mà? Cứ năm đầu kéo xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
City Year luôn. Thank you.
mình trước khi đến tiết mục cuối cùng của chương trình thì mình sẽ phát được tâm sự với các cô chú, anh chị và các bạn. Em ở đây một vài điều như này thì xin phép mình ngồi xuống ha. Đâu ai bắt đứng lên đâu trời. Đâu ai bắt đứng lên đâu trời. Mình chơi đàn nó trước đây á, thì mình không có điều kiện để chơi piano, mặc dù mình tiếp xúc với nhạc piano từ nhỏ và rất là đam mê nó. Nhưng thì ở nhà thì có một cái đàn mà mọi người hay gọi là cái đàn học gian á. Cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Tuổi thân thì mình chỉ có cái đàn mà người ta hay gọi là cái đàn học gam, thì mình vẫn chơi trên cái đàn đó, chơi trên piano, chơi như một cái piano mặc dù là phím rất là nhẹ và nó không có đủ phím. Thì khi mà mình lên thành phố thì và mình biết đến Gammy Cafe thì mình mới có cơ hội tiếp xúc với một cái piano thật, một cái upright. Chúng ta cũng thì từ đó mình mới phát triển dần và giờ nhờ sự giúp đỡ và sự ủng hộ của bạn bè thân và các anh chị em đi, mình có điều kiện để tổ chức buổi show như thế này. Và mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay đã đến đây để tham dự cái buổi này. Và mình xin gửi lời cảm ơn đến TohoVN Fanpage và IT.vn cũng như là anh Dương Hoàng và các bạn đã hỗ trợ mình rất là nhiều trong công tác truyền thông và tổ chức. Thứ hai, mình xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong Gummy Cà Phê, anh Sơn, anh Vinh và anh Hiếu. Hôm nay anh Hiếu có ở đây thì chỉ có hai anh chủ quán này các bạn thấy, đó là anh Sơn và anh Vinh đã hỗ trợ mình rất là nhiều để mình tổ chức cái show hôm nay. Và thứ ba, mình cảm ơn những người bạn của mình hôm nay đã đến đây chung vui với mình. Và cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây. Nhạc phẩm cuối cùng mình xin gửi đến mọi người một bản arrangement nhẹ nhàng. Thật arrangement nhẹ nhàng rồi. Mình nghĩ là nếu mà mọi người biết đến Toho thì nghe là sẽ biết nó là bài gì, nên các bạn nghe ha. Khỏi cần giới thiệu. Mọi người là cuối cùng là xin khách ạ. Thank you.
buồn quá, buồn quá. Khóc rồi.